Mời tất cả anh em cùng xem một hình cơ thể chọn lọc. Tuy là không khó lắm nhưng mà áp dụng được cho thực chiến. Trắng đi tiền. Đầu tiên ta xét nước đi. Tháo qua chiếu. Đến đây. Mã quay về thì thua, buộc mã phải bay lên. Tiếp tục quan sát thì mã xuống chiếu. Mã quay về. Cản. Chút qua chiếu. Thì tướng ngăn lên. Mã tiếp tục quay về chiếu. Mã lên cản. Thế là bên trắng hết đường để chiếu. Trắng sẽ thua. Ta quay lại hình cờ. Ta lại xét biến đi của chốt. Chốt tấn xuống chiếu. Thì mã ăn về. Mã xuống chiếu. Thì tướng lên. Đến đây thì quan sát. Tiếp tục. Mã quay về chiếu. Thì mã lên cản. Quan sát kỹ luôn. Không còn được để chiếu. Sẽ bị xe xuống chiếu sát cục. Trắng sẽ thua. Ta quay lại hình cờ. Biến đi pháo và chốt thì đã thua rồi. Và bây giờ tiếp tục biến đi của mã. Có hai biến. Một và hai. Ta xếp biến đi thứ nhất. Ta xuống chiếu. Thì mã ăn về. Chốt xuống chiếu. Đến đây. Một là xe ăn vô. Hai là tướng lên. Trắng hết nước chiếu sẽ thua. Quay lại hình cờ. Ta xét biến đi thứ hai của mã. Ta xuống chiếu. Thì mã ăn lên. Trong trường hợp này có hai biến. Đi pháo và đi chốt. Qua pháo chiếu. Thì mã lại quay về. Đến đây. Chốt của ăn xuống chiếu. Thì tướng ăn vô cũng không làm gì được. Ta quay lại hình cờ. Mà ta xét biến đi của chốt. Chốt bình qua chiếu. Giai đoạn này tướng lên vô cũng được, buộc phải ăn lên. Và pháo tiếp tục bình qua chiếu. Mã chặt buộc tướng phải vô. Pháo vô chiếu. Tượng bị bao dây từ phía, tướng sức không được. Và kết thúc ván cờ. Và bây giờ mời anh em xem chi tiết thu gọn của ván cờ thế này. Mã xuống chiếu thì mã ăn lên. Chốt bình qua chiếu. Tướng buộc phải ăn lên. Pháo qua chiếu. Mã cạc cứng buộc tướng phải vô. Pháo vô chiếu. Đến tượng cũng bị cạc cứng. Kết thúc ván cờ. Chúc tất cả anh em xem cờ vui vẻ.